Hello, welcome back to the Cherry Moon Drop. Ê, vào game này. Nghe tắt nhạc này. Ui. Này như bạn hình này. Đó là những thước phim animation. Câu 11 nè. Con đường bầu đang ăn. Cái màn này tối quá nhỉ. Rồi, cẩn thận với Orin. Sao đấy, bây giờ nó chuyển sang hình đảm đến cái cô gái này. Hình bầu ra. Hết rồi. Hết rainbow rồi. Trời, vào game rồi. Úi giời, có con blue này. Nó đang đi săn mồi này. Game này ngày xưa là giống game Bobby. Phải thay đổi thành cái con blue này. Ấy. Không cứu được. Ấy. Game theo gen mà. Nên cái gen game nào người ta thay đổi luôn nhân vật trong game cũ thành người mới luôn. Help me. Lên. Ôi không sò được nữa rồi. Đây đây đi. Quá nhỏ.
tàn hình này, đi xuyên tường, đi xuyên tường này. Win rồi, win rồi. Chúng ta chơi survival. Ok, ván này là ván tìm pin. Wow, chả tìm pin được cả. Online à, đánh online à. Pin này. Kéo hết bố giờ. Cay không? Ta bị bắt bởi con Oren này. Mà này có vẻ dễ hơn này. Mà này nó ít bot này. Cháo mà nó bị lấy mất trước rồi. Hết đồ rồi. Thế mà ông thắng này. Rồi chúng ta chơi Rainbow Butter. Ok và game rồi, đây sẽ là một game mới. What? Sao con lù này nó nhìn nó bóng nhảy này. À game này cũng đi thu thập những cái... Oh. Hết giờ. Hết giờ. Và thế cũng đi thu thập những cái gỗ gỗ, cái hộp gỗ này, bằng chữ cái này. Yes, đây là một phong cách chơi này mới đấy. Các game ăn theo cái trò này rất là nhiều. Ui, thời gian cũng là có hạn thôi, 30 giây.
ăn đây. What? Win rồi. Ok, chơi tiếp tục. Qua kia rồi. Đằng góc này đông lắm này. Lấy tiếp sang màn tiếp theo. Ui cây. Chạy thôi. Này, ăn được súng thì tươi. Ui. Phải một anh chàng cầm súng bắn luôn. Mình. Cái không? Grab Rainbow. Ok vào cái này. Hai game này nó kiểu giống nhau. Ồ, đứng đây chốt chặn này rồi. Chờ chúng ta được làm blue. Như ma. Ok rồi. Ui à, có cái hộp lấy mất rồi. Tiếc thật.
Chả còn gì cả, lấy hết sạch rồi. Chưa bao vào đây. Thả hai cái hộp vào đây nè. Đấy. Ôi sao chả ai tìm mấy cái hộp này nữa. Thừa nè. Này gặp được 2-3 hộp này đỏ. Win rồi. Game kiểu gì này? Nhạc hơi to. Win rồi.